birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật nha. Chúc mừng bên kia có người mà cô duyên không này Hôm nay thì gặp mấy người và những cô gái sắp sinh nhật tháng tới. Và có hai cựu cựu sinh nhật đã bước sang tuổi thứ 22. Chưa có cựu, chưa ai cựu cả. Dung hàng chưa cựu. Chưa rồi. Không sao, không ăn thêm hai cục nữa cũng được ý. Ngon dã man. Cái này cái gì cũng đẹp hết, hiểu không? Không có gì xấu cả. Nhưng mà có cái đẹp nhất. Không, nó là mắc cười nhít, nó thẳng nó là mắc cười nhít. Bây giờ chỉ em chọn thôi. Hôm nay cái này dành riêng cho mọi người bóc sao ăn được. Ê, thế thì chị tự đứng đấy, thằng bốc em không được sờ nhắm mắt lại nhá, không được sờ, không không cảm nhận thôi, không đang bằng cái gì nhỉ, nhìn lên đi ha. Không nhớ đâu, cao quá, kim loại. Thôi em lấy cái cần của em. Đừng bốc nhá, để nó bốc rồi đã. Ok, em lấy em. Rồi sinh nhật đến là em chưa, em về tròn cái này. Cái gì ở đây, cái gì cái này sẽ xài nhỉ? Đừng mở nhá, rồi không để anh có rồi, quên thằng này lấy ở nhà rồi. Đây là cái nào? Rồi, đây. Đấy. Eo ơi, đây có phải là không, em lấy cái kia. Ơi. Biết ngay mà. Quay nói đi, quay đi nhé, nói đi. Kiểu này rất là ngon luôn, mà anh cố để anh mang mua cho mọi người cùng một hình thức. Cái này phụ nhá. Methanol. Cái này của thứ hai, thứ này ở đấy là từ tao kia đi động lại đó cái túi rồi quên rồi, không nói được của chị ha đi, cái này là anh dành cho Quyên. Oh, ok chưa, đang quay đi, cười đi Ê, nhưng mà chú ý là cái này giống kiểu họa tiết của mà em đừng định hình là cứ ai dùng cái này là người dân tộc không để ý thế, nên thế là cái em cứ nhìn lại ai cùng là cũng thế à, nó ghi được nhưng cái này là túi đựng từng xu thôi, hiểu không? Không, cái này là Ai Cập hay là Hy Lạp? Đây là túi quan trọng, mà cái này túi đựng tiền xu thôi, nhà vẫn dùng tiền mặt à. Đây là cho Quyên, phải anh để làm gì ạ? Để tiền xu. Vâng, từ quan đi. Em nói đã, quan em ra để làm gì, tặng cái gì, con xin.